Thưa quý vị, có đất có vốn nhưng chọn lĩnh vực gì để làm giàu thì không phải là câu hỏi dễ trả lời với những người trẻ bắt đầu khởi nghiệp. Và cũng trong những thời khắc lúng túng như vậy thì một chàng nông dân sinh năm 1987 ở Hải Phòng đã mạnh dạn gửi hồ sơ về chương trình khởi nghiệp của VTC16 với mong muốn là được hỗ trợ phát triển kinh tế. Và có một điều vô cùng đặc biệt đó là dù hồ sơ gửi về chương trình thì nhân vật này đã đăng ký là thực hiện mô hình nuôi gà thương phẩm, nhưng sau khi khảo sát thì chuyên gia của khởi nghiệp lại định hướng cho anh chuyển sang một mô hình khác. Tại sao lại như vậy và câu chuyện này có gì đặc biệt? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Yêu nông nghiệp từ nhỏ, anh Mạnh dự định vừa đi làm công nhân để tích góp vốn, vừa tranh thủ thời gian rảnh để chăn nuôi. Song do công việc ở công ty quá bận rộn, anh Mạnh đã quyết định nghỉ hẳn để ở nhà cùng bố mẹ chăn nuôi gà. Tuy nhiên, chăn nuôi không đơn giản như anh nghĩ, mặc dù đây là nghề mưu sinh của gia đình anh hàng chục năm nay. Mình chăn nuôi chủ yếu là dựa vào kinh nghiệm bản thân, là theo kinh nghiệm của những người chăn nuôi trước người ta để lại cho. Thì nó nhiều khi dịch bệnh nó xảy ra hoặc là nó chết thì mình cũng không biết nguyên nhân là tại sao. Sau 2 năm chăn nuôi, anh Mạnh cho rằng nguyên nhân khiến cho hiệu quả kinh tế mang lại chưa cao chính là do kỹ thuật chăm sóc và phòng bệnh cho đàn gà chưa được thực hiện tốt. Anh bàn với gia đình viết đơn tham gia chương trình khởi nghiệp của VTC16. Tháng 3 năm 2019, ekip khởi nghiệp cùng chuyên gia Phạm Đức Vũ đã có chuyến khảo sát đầu tiên đối với mô hình của anh Mạnh. Nhưng thay vì tư vấn cho anh Mạnh kỹ thuật nuôi gà, chuyên gia đã định hướng cho anh phát triển mô hình nuôi vịt siêu thịt. Với cái điều kiện hiện có của anh thì chúng tôi có thể tư vấn cho gia đình mình thêm cái mô hình nuôi thủy cầm, mà đặc biệt là con vịt thịt. Theo phân tích của chuyên gia, lợi thế của anh Mạnh khi thực hiện mô hình này đó là chỉ mất khoảng 1 tháng để cải tạo và xây sàn nuôi vịt, chi phí bỏ ra không quá lớn. Mặt khác, nuôi vịt cũng có nhiều ưu điểm hơn so với nuôi gà. Con vịt ấy, thì cái vấn đề kiểm soát dịch bệnh nó cũng rất là dễ dàng hơn so với lại con lợn cũng như con gà. Vì thời gian chăn nuôi của nó rất ngắn, thế thì cái việc kiểm soát của chúng ta hoàn toàn có thể mang tính chất chủ động và đáp ứng nhanh được. Cái đồng vốn là quay rất nhanh, chỉ mất khoảng 50 ngày thôi. Để giúp anh Mạnh tìm hiểu thị trường tiêu thụ vịt bơ tại Hải Phòng cũng như học hỏi thêm kinh nghiệm thực tế để chăn nuôi loại thủy cầm này, Thạc sĩ Phạm Đức Vũ đã liên hệ để anh Mạnh gặp gỡ với một chủ trang trại nuôi ngan vịt quy mô lớn ở huyện An Lão. Về cái phần đầu ra thì thị trường Hải Phòng nói riêng, ở đất Bắc mình nói chung là với con bơ là đang trên đà phát triển về cái vấn đề con thịt. Cảm ơn anh. Rồi. Giờ đây anh Mạnh không chỉ được sự đồng hành của chuyên gia và chương trình khởi nghiệp mà còn có sự đồng hành, chia sẻ của những người chăn nuôi có nhiều kinh nghiệm tại địa phương. Hy vọng rằng thành công sẽ đến với anh trong một ngày không xa.